những cụm từ liên quan tới biển đảo như đảo nổi, đảo chìm và cuộc sống của những người lính nơi đảo xa của Tổ quốc đã luôn là chủ đề tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo cả với nhiếp ảnh, thơ ca và các lĩnh vực nghệ thuật. Hậu phương của những người lính ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo quê hương cũng là chủ đề khiến nhiều nhà văn day dứt. Tôi quyết tâm tức là phải dựng lại một cuốn tiểu thuyết để phản ánh được cái chủ đề tư tưởng, tức là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để mà bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Tổ quốc hùng cường vững mạnh, và cụ thể đây tức là bảo vệ biển đảo. Tất cả những cái người mà đã chiến đấu về Hoàng Sa, Trường Sa suốt từ thời Hậu Lê đến nay, họ kết lại với nhau để họ giúp Dương Thế, giúp con cháu để bảo vệ biển đảo. Đấy, chính vì vậy không cách nào khác, tôi phải dùng cái hình thức siêu thực này thì mới phản ánh được. Đấy, phản ánh được. Thế ở đây giữa cái hiện thực và cái siêu thực nó đan xen với nhau. Đan xen với nhau và gần như là nó cân đối, nó cân đối. Người đọc thấy rằng tức là cái hiện thực nó cũng rất là hiện thực, nhưng mà cái siêu thực nó cũng kết hợp với cái hiện thực để phản ánh lên một cái mà thấy rằng tức là từ đời ông, đời cha cho đến con cháu sau này đều chung sức, chung lòng để bảo vệ biển đảo. Tiểu thuyết Huyệt Cát là một tác phẩm lọt vào chung khảo giải thưởng tiểu thuyết hay của Hội Nhà văn Việt Nam và được ban giám khảo cũng như độc giả đánh giá cao. Các trang viết về chủ đề biển đảo, cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo của Việt Nam với những hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước, truyền lại sức mạnh cho thế hệ nối tiếp đã để lại ấn tượng. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nhà văn đã lựa chọn chủ đề biển đảo để trải lòng sau khi có những chuyến đi, có thời gian, có cơ hội để cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành với những người lính làm nhiệm vụ ở biển đảo xa xôi. Và cảm hứng đó cũng là ngọn nguồn để đại tá nhà văn Bùi Thanh Minh đã viết nên tiểu thuyết Huyệt Cát. Và cuốn sách không chỉ riêng là câu chuyện trên hòn đảo của Việt Nam, mà đó còn là câu chuyện của thời cuộc mang hơi thở của cuộc sống. Trong chương trình Sách và Cuộc sống ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho, để cùng trò chuyện cũng như tìm hiểu rõ hơn về cuốn tiểu thuyết đặc biệt này. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn MC Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho, chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều các tác phẩm được lấy cảm hứng từ biển đảo, chọn chủ đề biển đảo. Nhưng với tác phẩm Huyệt Cát của đại tá nhà văn Bùi Thanh Minh thì ông có thấy sự khác biệt gì ạ? Đề tài biển đảo là một đề tài mà rất là quan trọng. Ngay vừa rồi thì Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao giải thưởng cho các tác phẩm viết về biển đảo. Tác phẩm của nhà văn Bùi Thanh Minh thì nó độc đáo ở chỗ viết về biển đảo, nhưng mà ở đây lại viết không chỉ là hiện tại của biển đảo, mà đây tác giả còn nhắc lại cái việc mà dân tộc mình bảo vệ biển đảo từ cái thời vua Lê Thánh Tông đã có đạo quân ra đó rồi. Và từ đó dưới góc độ tiểu thuyết thì cái tiểu thuyết của anh Bùi Thanh Minh là nó rất là độc đáo. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho, khi viết về chủ đề biển đảo thì có rất nhiều các tác giả đã lựa chọn hình ảnh người lính. Tuy nhiên với tác phẩm Huyệt Cát thì nhà văn Bùi Thanh Minh lại lựa chọn hình ảnh là một người mẹ ở vùng biển Khánh Hòa, chăm chồng, chăm con. Những con người biển biệt bao tháng ngày nơi đảo xa, tiền tiêu của Tổ quốc. Ông nhận xét như thế nào về cách lựa chọn cũng như là khai thác nhân vật và cách dẫn dắt câu chuyện của nhà văn Bùi Thanh Minh thưa ông? Theo tôi là một cái đề tài này, cái cách khai thác của anh Bùi Thanh Minh là rất là độc đáo. Ở chỗ là người ta viết về biển đảo, người ta viết về những người lính ở trên đảo rồi. Nhưng mà ở đây thì tác giả lại chọn vợ một người lính Việt Nam Cộng Hòa và sau đó lại là vợ của người lính ở miền Bắc. Thành thử ra là đối với bà thì người nào cũng là người lính, người nào cũng là người chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa. Thì tôi cho là như vậy là một cách lựa chọn rất là mới. Và thứ hai nữa là qua cái nhân vật người vợ thì tác giả mới cho độc giả hiểu là có một người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu ở Hoàng Sa, lại có một người lính của Hải quân miền Bắc đã từng đi tàu không số và đã từng dạt vào trong miền Nam. Qua nhân vật bà Hằng thì nói về hai người lính quan trọng là chồng của bà Hằng. Nhưng mà hai người lính đó thì đồng thời cũng không phải chỉ nói về hai người lính đó, mà tác giả lại còn nói đến những cái vị quan trọng như là từ thời vua Lê Thánh Tông đã cử những cái vị tướng lĩnh để ra để mà
xác định chủ quyền của mình ở trên bãi cát vàng. Rồi sau đó các triều đại tiếp theo thì cũng là tiếp tục khai thác cái bãi cát vàng và nêu cái chủ quyền của Việt Nam ở đó. Thế như vậy là tác giả lại dựng lại suốt một cái chiều dài lịch sử người Việt Nam từ triều đại phong kiến lẫn là chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho đến chế độ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta đều đã chiến đấu và bảo vệ cái bãi cát vàng, tức là quần đảo Hoàng Sa. Cái đó là phải nói để khẳng định cái chủ quyền của mình. Thế thì tôi cho là cái cách lựa chọn của tác giả ở đây, mà không phải là tác giả chỉ nói về cái chuyện là bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và ở đây tác giả có, tôi nghĩ là cái độc đáo của anh Bùi Thanh Minh chính là anh ấy nêu lên là người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng như là người lính của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dù chế độ nào thì vấn đề cũng là chiến đấu bảo vệ cái hòn đảo của Tổ quốc. Tiêu đề của tác phẩm Huyệt Cát có lẽ cũng là một tiêu đề gợi rất nhiều suy nghĩ cũng như là tò mò, thắc mắc cho những độc giả. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nho có thể chia sẻ rõ hơn về tiêu đề của tác phẩm ạ? Thực ra thì tôi cho rằng là tên mỗi tác phẩm thì các nhà văn họ thường là suy nghĩ khá kỹ để đặt tên. Nhưng mà cái tên tác phẩm ấy thì là cũng có khi nó có một cái ý nghĩa biểu trưng, cũng có khi nó chỉ là một cái mà người ta nghĩ là nó chỉ đơn giản để cho người ta dễ nhớ. Nhưng mà cái Huyệt Cát thì tôi đọc nội dung ấy thì tôi thấy là ở đây tác giả có sử dụng cái yếu tố là tâm linh về cái chuyện là cái huyệt của đất nước mình, cái huyệt là cái nơi mà không thể động chạm được, cái đó là nó là nơi thiêng liêng, mọi lực lượng của chúng ta đều làm thế nào đó là phải giữ được cái huyệt, là cái nơi quan trọng nhất đấy. Thế thì ở đây tác giả đặt cái tên Huyệt Cát tức là để muốn nói đến cái việc mà kẻ thù nó muốn dùng mọi biện pháp để nó chiếm cái huyệt đấy, mà nó đấy là cái tử huyệt, khi mà nó chiếm lên nó phá đi thì coi như là chúng ta sẽ không còn giữ được chủ quyền. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Huyệt Cát mang trong mình rất nhiều câu chuyện của đời sống. Đó là từ sự trưởng thành lệch lạc của những đứa con được bao bọc, trưởng thành, lớn lên, có chức có quyền, nhưng có những bước đi, lựa chọn, lầm lỡ. Và họ chỉ giật mình nhận ra khi cuối cùng mọi điều để lại giữa cuộc đời là các giá trị nhân văn hướng tới con người và vì con người. Và vì sự bình yên của Tổ quốc để tự thay đổi mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung của Huyệt Cát thông qua góc nhìn của sách và cuộc sống. Huyệt Cát là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nhân vật Hằng, một người có chồng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Chị vẫn luôn lặng thầm với phận góa bụa, với hai đứa con mồ côi, với thật nhiều miêu tả trung thực, khách quan. Ấn tượng của tôi với tác phẩm mà nhà văn Bùi Thanh Minh viết ấy, là ông xây dựng nhân vật rất kỹ lưỡng, và nhân vật nào ra nhân vật ấy, và có nhân vật nào cũng có những tình tiết, có những chi tiết rất là đặc sắc, ấn tượng, khiến người ta không quên được. Thông điệp được gửi đi thông qua câu chuyện của người phụ nữ và những đứa con khi trưởng thành được ẩn chứa trong sự xoay vần của cuộc sống thường nhật. Đó là ý chí của cả dân tộc. Đó chính là sự sẵn sàng hy sinh của những chiến sĩ và mỗi người dân vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có rất nhiều nhà văn đã từng viết về biển đảo, nhưng mà cái Huyệt Cát của nhà văn Bùi Thanh Minh ấy, tôi thấy nó có cái khác. Ông cũng tả nhưng mà ông không đi sâu vào những cái phong cảnh. Ông chủ yếu đi vào cái bản lĩnh của người lính và cái vấn đề ông đặt ra là cái vấn đề dân tộc nó lớn, đúng không? Là cái chủ quyền thiêng liêng, cái sự anh dũng, cái sự gan dạ, cái điều thiêng liêng hơn hết đó là chính là ông biết kết hợp được giữa tâm linh và hiện thực ở trong cái cuốn này. Dùng hình thức viết là tiểu thuyết siêu thực để phản ánh những câu chuyện rất thực tế. Đó là cách nhà văn tự làm khó mình, nhưng khiến cho tiểu thuyết trở nên có dấu ấn và mang màu sắc riêng trong rất nhiều sáng tác lấy chủ đề biển đảo. Với cá nhân phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nho thì điều gì khiến ông thấy ấn tượng nhất với nhân vật chính của Huyệt Cát cũng như tác phẩm ạ? Tôi ấn tượng nhất ở đây thì chính là tôi thấy có hai vấn đề. Một là miêu tả cái người lính phía bên kia,
Tức là trước đây cũng có những tiểu thuyết như là tiểu thuyết đối chiến của nhà văn Quốc Quang Thị chẳng hạn, thì là miêu tả những người lính Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ họ đối đầu với người lính ở miền Bắc. Nhưng mà ở trong này thì miêu tả người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng người lính Việt Nam Cộng Hòa lại chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, chiến đấu với cái lực lượng mà nó đã chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của mình năm 1974. Thế thì ở đây có miêu tả lại các cái trận đánh của các cái tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời lại cũng miêu tả lại cái trận năm 1988 để của những người lính mà lúc ấy của chúng ta thực toàn là những người lính mà lại không dùng vũ khí, bởi vì là chúng ta chỉ là ra đấy để giữ lấy cái đảo của mình đấy thôi. Thế thì ở đây là miêu tả chiến đấu của người lính, nhưng mà ở đây là cả người lính của hai phía lại đứng về một phía để chống kẻ thù ở bên ngoài. Đấy, thì đấy là một cái điều độc đáo. Cái thứ hai nữa là ở đây tác giả đã sử dụng một cái biện pháp nghệ thuật, nếu mà nói như tác giả trong đấy tôi gọi là siêu thực, nhưng mà tôi cho rằng là ở đây nó cũng không phải là kiểu huyền ảo Mỹ Latin, mà cái kiểu này cái ở đây là anh ấy sử dụng những cái vong, những cái giấc mơ, những cái coi như là nhập hồn vào nhân vật rồi thì mắng mỏ, rồi thì là giấc mơ, rồi thì báo mộng, tất cả các thứ. Và các vong ở dưới âm ấy thì cũng là phối hợp với người ở bên trên dương thế để chống cái âm mưu, tức là phá cái huyệt đấy, thì nếu cái huyệt đấy bị phá thì cái đảo của chúng ta mãi mãi là bị kẻ thù nó chiếm. Nhưng nếu huyệt đấy không phá được thì chúng không thể thực hiện được cái âm mưu, dù chúng nó có tạm thời chiếm thì sau này cũng không thể thực hiện được. Thì cái này tôi nghĩ là tác giả sử dụng cái này là rất là mới mẻ. Người ta cứ nghĩ rằng là đây là siêu thực, nhưng tôi nghĩ rằng là đây là một cái thủ pháp dùng cái quen thuộc. Cái này một cái chi tiết rất hay, tức là chúng nó là thèm khát đất đai của mình. Thế thì muốn cho nó cút, muốn cho nó về đi thì tốt nhất là lấy đất ở Gò Đống Đa, lấy đất ở những cái nơi mà chúng đã bị thất bại, rồi lấy đất ở Đường Lâm là cái nơi mà nhà vua Ngô Quyền của mình. Thế rồi để hòa với cái nước, cho nó ăn cái đất cái nước ấy thì nó mới coi là nó mới lại hồn, và sau đó nó mới được là thả về. Thế thì tôi cho là đây là một cái hình tượng có tính chất là ẩn dụ đấy, tức là nó vẫn thèm khát cái đất đai của mình, nó sắp chết rồi nhưng nó vẫn có hò là tổng phong, coi như là xung phong để mà lên chiếm, nhưng mà cuối cùng không chiếm được. Thì tôi nghĩ là đây là một cái hình tượng có tính chất biểu trưng, mà sử dụng cái gọi là nghệ thuật huyền ảo thì nó cũng không phải. Tôi cho đây là cái tính chất tâm linh của phương Đông mình. Theo ông là thông điệp bảo vệ biển đảo đã được thể hiện thành công như thế nào thông qua tác phẩm Huyệt Cát, và điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào với những độc giả, đặc biệt là thế hệ ngày hôm nay ạ? Tôi nghĩ là cái lớn nhất của cái tác phẩm này chính là thể hiện một tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết dân tộc, và nói là người bất cứ người Việt Nam máu đỏ da vàng thì đều có trách nhiệm, đều chung tay, kể cả người sống lẫn người đã chết thì đều là chung tay để mà giữ gìn cái biển đảo của mình. Thì tôi nghĩ là để cái cách này là một cách mà theo tôi nghĩ là tác giả đã rất là thành công. Và kính cái điều đó, tôi nghĩ là các bạn đọc không chỉ ở trong nước, mà các bạn đọc những người Việt Nam ở nước ngoài, họ đọc cái này thì họ cũng sẽ là thấy là rất đúng cái tinh thần hòa hợp dân tộc. Và vì cuối cùng vấn đề quan trọng nhất đối với người Việt Nam đó là tổ quốc mình phải là toàn vẹn lãnh thổ, dân tộc mình phải là được ấm no, hạnh phúc và xây dựng một cái đất nước mình nó ngang bằng với các cái quốc gia trên thế giới phát triển. Thì tôi nghĩ là đây là một cái tôi đọc và tôi thấy là cái tư tưởng của tác giả rất là hay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Nho đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề biển đảo luôn đa chiều và rộng lớn. Và với mỗi tác giả, mỗi nhà văn khi bén duyên với biển đảo thì đều mong muốn để lại dấu ấn của riêng mình. Những tác phẩm đó như một món quà, như một nén tâm nhang gửi tới những người lính đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và Huyệt Cát là một tác phẩm như vậy. Sự tri ân của tác giả đã gửi gắm trọn vẹn qua từng câu từ, từng chương, và điều này đã chạm tới trái tim của mỗi người đọc khi đọc tác phẩm này. Chương trình Sách và Cuộc Sống hy vọng mỗi người sẽ tìm thấy những giá trị riêng sau khi đọc qua tác phẩm này. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!